Ngày hôm nay em thì cùng Tracy sẽ trao đổi với nhau về đề tài nên đầu tư vào đất hay là đầu tư vào chung cư. Đề tài này đang rất được tranh cãi trên thị trường là nên mua chung cư không? Tại vì bây giờ chung cư chưa chắc là đã thuộc về mình về sở hữu lâu dài. Còn nếu mà đất sẽ là của mình và truyền từ đời này qua đời kia, đời ông bà đến đời con cháu. Và theo em nghĩ thì những cái gia đình trẻ họ chưa có đủ khả năng, họ chưa có một cái khối tiền lớn thì họ sẽ mua chung cư với những cái chính sách ưu đãi của ngân hàng, thì họ đi làm lụng rồi họ trả góp từ 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 thì họ sẽ có một căn nhà của họ. Nhưng mà theo Tracy từ xưa giờ, Tracy chắc cũng là đầu tư nhiều kênh rồi đúng không? Thì quan điểm của em như thế nào? Thật ra thì em cũng có theo chân khách hàng, ngay cả bản thân em cũng tham gia đầu tư á. Thì em thấy là như vậy nè, cái đó quan trọng là cái tư duy của nhà đầu tư. Mọi người thường thấy là cái việc mà đầu tư đất đai, xong xây nhà, xây cửa đó là của mình. Còn mua căn hộ thì mọi người sẽ thấy cái việc là căn hộ chỉ có 50 năm hoặc là sau này là mình ở lâu dài thì không biết là nó xuống cấp thì nó sẽ như thế nào. Thì thực tế á, nếu mà mình đầu tư đất á, em nói về pháp lý trước thì mọi người phải nhìn vô là cái việc mà đất đai á, mình chỉ là quyền sử dụng thôi. Đất thì vẫn là của nhà nước, mình là chỉ có quyền sử dụng đất chứ mình đâu có sở hữu đất đâu. Mình chỉ sở hữu tài sản ở trên đất, đó là cái thứ nhất. Nên cái việc mà đất đai hay là căn hộ, chung cư á, là về cái mảng mà sở hữu thì ở đất đai nó mang cho mình cảm giác là lâu dài. Nhưng mà nhà cửa chị cũng thấy đi, như ở em là ở tỉnh á, thì nhà mẹ em xây khoảng tầm 20 đến 25 năm, sau đó mẹ em cũng phải tái xây dựng lại, rồi cũng phải thay đổi cơ cấu, làm lại đẹp cái nhà. Mà chung cư á, thì mình mua thì lúc mà mỗi năm nó đều có bảo hành, bảo dưỡng liên tục để nó làm duy trì cho cái đó là cái mới để làm. Thì đối với em là cái này nó thuộc tư duy, coi là cái gu đầu tư của mình, thích đầu tư ở nhà đất hay là thích đầu tư ở căn hộ á mọi người. Còn bây giờ là mọi người sẽ thắc mắc là ủa vậy thì đầu tư cái nào nó có lời hơn, thì em cũng xin thưa luôn, nếu mà mình có nhiều tiền thì đương nhiên là mình sẽ thích mua đất đai rồi, tại quỹ đất ở Việt Nam mình nó có còn nhiều mà. Tuy nhiên á, là những người mà vừa đi làm, mới đi làm cho em như em đi, tích lũy cũng chỉ mới được khoảng tầm vài trăm, 1 tỷ, 2 tỷ thì đâu mà có một cái miếng đất tại thành phố Hồ Chí Minh này 1 tỷ, 2 tỷ để mình xây một cái căn nhà khoảng đâu đó 100 mét vuông, nó rất là khó. Tại vì khi mà mình mua đất là mình phải trả liền 100%, rồi mình cũng sẽ vay, nhưng mà khi mà mình vay mình mua đất xong thì tiền đâu mà mình xây nhà. Còn trong khi đó chung cư á, mình mua mình có thể trả góp theo cái tiến độ, từ từ mình tích lũy nó thành hạn lãi suất này đúng đó. Rồi mình được còn mình được trả từ từ, xong mình thành một cái tài sản để mình có sau này mình ở, rồi mình cũng có tiện ích, thí dụ như cho con cái đi học, nó có thể tự nó đi đến cái trường ở trong cái khu cầm bao đó, hoặc là siêu thị mình có thể mua xong người ta ship tới tận nhà, rồi lễ tân người ta nhận. Đó là cái phần về tiện ích. Về càng về lâu sau này á, là mọi người sẽ rất là bận rộn về công việc, chứ không như là ông bà cha mẹ của mình ngày xưa là có nhiều thời gian rồi đi làm, đón con rồi chở con đi học, hoặc là đi siêu thị, đi chợ, mà người ta cần cái sự tiện lợi rất là nhiều. Thì tiện lợi đó là nó được có trong những cái khu cầm bao, cái khu đô thị, căn hộ, chung cư. Thì cái đó là cái suy nghĩ của em. Nên trả lời cái câu hỏi của chị á, thứ nhất là phải tùy theo cái gu mình thích đầu tư đất đai hay là mình thích đầu tư ở căn hộ. Cái thứ hai là cái tài chính của mình nữa. Nếu mà tài chính của mình có 1-2 tỷ đi, anh vẫn có thể mua đất đai, nhưng mà đất đai chắc chắn là không thể nào mua ngay trung tâm được. Không có bán liền được đúng không? Dạ đúng rồi. Tại giờ vấn đề là bây giờ nè, ví dụ như là cái khu Vinhome Central Park đi, mình mua một cái căn hộ là 4-5 tỷ, nhưng mà đất ở khu đó bây giờ nó đâu có giá 4-5 tỷ, nên mình mua được một cái miếng đất, mà rồi sau đó mình còn phải xây cái nhà nữa. Đó thì nó phải phù hợp vào cái tài chính của mình nữa. Thì những người mà trẻ thì họ thích tích góp, mình mua được cái tài chính đó. Chưa kể là bây giờ gia đình, một gia đình đi, người ta có khoảng 2-3 đứa con, giờ á mà người ta chỉ có một cái căn nhà đi, thì người ta không thể nào mà cho con cái nguyên căn nhà đó được, mà cũng không thể mà tứ lại đồng đường ở trong cái nhà đó được. Thì bây giờ phải bán cái nhà đó đi, rồi bắt đầu chia cho mỗi đứa một ít, thì chỉ có mua căn hộ nó mới có thể giải quyết được cái bài toán là chia đều để mọi người đều có nhà đó. Nên ở đây mình phải thấy được cái thực tế, nếu mà căn hộ nó không có lời, hoặc là căn hộ nó không giải quyết được cái nhu cầu ở, thì chủ đầu tư người ta làm ra những cái dự án căn hộ chắc là người ta dẹp tiệm hết quá. Mà bây giờ mình cũng thấy là cứ căn hộ nào ra là cứ hết hàng, rồi lại người ta tranh mua, rồi người ta lại muốn mua ở, rồi cũng như vậy thôi. Mà càng ngày cái quỹ đất ở trong thành phố cũng không còn nhiều. Dạ. Và không có đủ tiền để mà mua. Với lại về cái gọi là mặt tăng dân số là càng ngày nó càng tăng chứ nó không có giảm.
đất đai thì nó lại không có sinh ra. Nên bây giờ đó, càng ngày mà dân số càng tăng mà đất đai lại không sinh ra thì những cái người mà về phía sau á, điều kiện để người ta mua đất đai rất là khó. Mà trong khi đó thì căn hộ thì ra lại có chính sách tốt hơn thì mình cứ mua mình ở đi. Còn cái việc mà về 50 năm là cái việc mà sở hữu thì nãy em cũng chia sẻ đối với em á, đất đai ở Việt Nam á là nhà nước quản lý hết rồi, mình chỉ có sử dụng thôi. Rồi còn ở kinh căn hộ nó cũng như vậy. Thì mình đối với em là góc nhìn là nó như nhau. Quan trọng là cái thực tế hiện tại của mình nè, là nó giải quyết cái nhu cầu là về tài chính, rồi về chỗ an cư, mình lập nghiệp. Rồi sau này mình ở căn hộ đi, mình cảm thấy mình có thêm tiền thì mình sẽ đầu tư thêm một cái danh mục đầu tư mới, đó là về đất đai. Đó. Còn bây giờ mình chưa có nhà để ở mà mình đi đầu tư về đất đai thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Nên thì mình cứ ở đi. Sau này bản thân mình nếu mà mình có thêm tiền, có thêm thu nhập thì mình cũng có thể mua một mảnh đất ở đâu đó để chờ 3-4 năm sau đó mình bán, đúng không? Đúng rồi. Tại vì đất đai là bất động sản là gì? Em luôn nhắn với mọi người là bất động sản là mình phải nghĩ đến cái việc là tăng, làm giá trị của nó tăng lên. Chứ đừng có gọi là lướt sóng mua đi lướt sóng mua đi lướt sóng liên tục á, mình thổi giá nó lên. Thì ngày hôm nay mình có cái cơ hội may mắn thì mình bán được lời, nhưng mà có những cái lúc mà thị trường nó khó khăn đi thì mà mình cứ mượn tiền mình mua rồi như vậy thì nó lại không tốt. Và trong khi đó mình có cái tư duy là mình đầu tư dài hạn thì nó mình không bị ảnh hưởng nhiều về thị trường lắm đâu. Chị em mày là lúc trước chị ở nhà phố hả? Ừ, lúc trước chị ở nhà phố, xong mày chị cũng chuyển nhà nhiều lần lắm rồi. Rồi bây giờ chị đang ở Vinhome đúng không? Đúng rồi, giờ chị thuê ở Vinhome. Rồi, vậy thì câu chuyện là giờ sao chị chuyển từ nhà phố đi lên Vinhome? Thật sự là chị thích cái sự tiện nghi nè, sự an toàn. Ừ. Nếu như có bảo vệ, có tiếp tân thì rất là an toàn, và tầng nào là quẹt thẻ tầng đó chứ không có ai mà đột nhập vô bất thình lình xuất hiện trước nhà mình được. Dạ. Và cái thứ ba là có cái khuôn viên, có tiện ích xung quanh. Đúng rồi. Chị cảm thấy là ở chung cư nó khá tiện. Cái cảm nhận của chị ở bên chung cư giống cảm nhận của em luôn. Đó là lý do vì sao mà khi mà em ở thì em cũng từng ở nhà phố dưới rồi á. Mà tại vì ở Sài Gòn á thì nhiều người quá, mà ở nhà phố thì mình lại không có quản lý được cái việc an toàn thật sự. Mình đi làm cả ngày về mà tự nhiên cái nhà của mình tự nhiên ai mở cửa ra vô hú hồn luôn. Mình rất là sợ cái đó. Trong khi đó ở chung cư đi, mình đi du lịch hay đi đâu mình an tâm ở chỗ là có bảo vệ. Nếu có chuyện gì xảy ra mình vẫn truy xuất lại cái camera được. Đó thì đó là cái mà em thấy là tùy cái khu vực. Nếu mà ở quê đi, ở tỉnh á thì đất đai người ta còn nhiều lắm. Mình đi về tỉnh Bình Dương, Long An rồi mình cũng thấy thì người ta vẫn chưa có chung cư nhiều. Người ta vẫn còn cái quỹ đất nhưng mà ở đó người ta nó an toàn, nó chưa có nhiều. Còn ở Sài Gòn thì khác. Sài Gòn của mình tới 15 triệu dân mà quỹ đất thì nhỏ nữa mà. Nên mình phải thực tế. Còn đầu tư thì ok, ai thích có tiền thì mình cứ đi đầu tư đất đai. Nhưng mà giờ em kia đặt câu hỏi thôi, giờ cầm 2 tỷ mua miếng đất ở quận 1 làm sao mà mua được. Mua quận 1 chắc bây giờ phải mấy chục tỷ rồi. Nên thôi, bây giờ mình cũng muốn mua cái căn nhà ở quận 1 để ở tiện ích. Thì mình chắc là chỉ có mua căn hộ thì nó mới hợp lý. Nếu mà bây giờ em có 2 tỷ mà em chưa có nhà thì cái lộ trình đầu tư của em sẽ như thế nào? Nếu 2 tỷ chắc là trúng số. Em nói giỡn chứ thật ra thì cái câu hỏi của chị em thấy dạo này nhiều người cũng quan tâm. Chắc là ở đâu đó ở cái tuổi mà mấy bạn đi làm gần đây thì mấy bạn cũng đã tích lũy được 2 tỷ rồi. Thì như em đi mà chưa có nhà và em lại muốn tích lũy tài sản và em muốn an cư để mình ở á, thì em sẽ chọn mua giống như là em đi chung với chị, em nhờ chị tư vấn về cái dự án mà Mastery Central Point. Em mua và em có một cái thu nhập ổn định để em có thể trả được cái lãi ngân hàng. Hoặc là em vẫn chưa có muốn trả lãi thì em, tại vì do công việc em lại có những cái thu nhập mà lâu lâu em lại có cục 2 tỷ vậy, thì em sẽ thích mua những cái dự án nào mà họ cho ân hạn về cái tiền lãi cũng như là cái ân hạn nợ gốc luôn, thì để mình có thể an tâm mình làm việc, mình tích lũy tài sản của mình, rồi có mỗi lần có một tiền cục tiền thì mình lại trả vô cái ngân hàng đó, từ từ thì mình có cái nhà mà mình không có bị áp lực là mỗi tháng mình vẫn trả lãi ngân hàng đó. Còn nếu mà mấy bạn mà thích có nhà ở liền để không còn phải cái cảnh mà đi thuê nhà rồi lấy cái tiền thuê hàng tháng mình trả vô cái tiền vay ngân hàng á, thì với cái 2 tỷ đó thật ra thì cũng có nhiều dự án để mình mua lắm. Còn nếu mà bây giờ mà mua đất đai á thì mình phải ngồi chờ thôi. Thì thị trường bây giờ em cảm thấy là nó cũng đang cần một cái nhịp chậm lại để xét lại cái giá của thị trường chung. Thì với cái 2 tỷ đó thì em thấy là phải đi xa mới mua đất được. Ví dụ như ở đâu? Bình Dương, Đồng Nai, Long An đó, thì mình mua những cái miếng đất đó ở xa, ở quận 9 cũ liên ở thành phố Thủ Đức bây giờ cũng phải cũng sẽ có đất để cho mình mua. Tuy nhiên á, mua đất xong mà để sang nhượng lại thì phải chờ, chứ không thể nào mà mình sang tay liên tục được. Là mấy năm ta, 2 năm hay 3 năm? Tùy dự án, có những dự án mình sang nhượng cũng nhanh lắm chị, có những cái dự án thì phải chờ cả năm 2 năm mới tìm được cái người mà sang nhượng. Tỷ suất mà tăng giá của đất á thì khoảng bao nhiêu phần trăm? Tỷ suất của đất thì lúc nào nó cũng tăng giá tốt, nó tăng rất là tốt luôn. Tại vì
cái văn hóa ở Việt Nam mình vẫn thích mua đất đai. Thì em nói là cái đó là cái mà nếu mà thật sự mọi người không có phiền trong cái việc là phải sở hữu nhà bây giờ, mà thích có tiền để đầu tư bất động sản đâu này nọ, thì đó là cái gu nữa rồi. Mọi người có mua cái miếng đất đó, xong rồi mọi người lướt sóng, mọi người chờ để mọi người lên, đi lên. Nhưng em á là người là mình muốn có một cái tài sản, cái nhà của mình để mình có thể trang trí, rồi mình ở đó như là cái chăm chút cái gọi là cái tổ ấm của mình á. Thì sẽ mua nhà cửa, thì căn hộ thì nó làm phù hợp nhất hiện tại. Chứ mà kiếm một cái nhà phố mà bây giờ 2 tỷ nó rất là khó, để đúng cái ý của mình nha. Do là thật ra thì mình cũng muốn cái cuộc sống mình có cao cấp, nó chất lượng hơn á. Mà với có nhiêu đó tiền thì chỉ có căn hộ mới phù hợp với mình thôi. Kêu mà giờ cuộc sống cao cấp mà mình lại có thêm quỹ đất tốt nữa thì nó khó quá, đó chưa có phù hợp. Dạ, nên mình phải ưu tiên. Ví dụ như em là ưu tiên cái chất lượng cuộc sống em cao lên, vốn em đó có ít hơn thì mình sẽ phải vô cái căn hộ. Mình ổn định xong từ từ sau mình có tài sản lớn hơn nữa thì mình sẽ đổi dần dần. Tại vì mình cũng đâu có phải nào là mình dừng chân ở đây đâu, mình vẫn đang lao động mà. Còn nếu mà giả sử mình không có quan tâm về cái chất lượng cuộc sống bắt buộc bây giờ, mình ở đâu cũng được, mình thuê nhà cũng được, mà mình thích tích lũy tài sản để mình mua, thì mấy bạn có nhiều thứ để mua. Mua nhà, cửa hoặc là mua đất đai, cái lúc đó là câu chuyện khác hoàn toàn nha. Nên nó phải tùy thuộc cái mục đích của mình. Nên nếu mà có 2 tỷ mà muốn mua chất lượng cuộc sống ổn định thì cứ mua nhà. Mình phải đặt cái tư duy và mình phải nói chuyện nhiều, thật nhiều với lại những cái chủ đầu tư á, những người mà bỏ ra hàng trăm tỷ để người ta làm những cái khu đô thị, những cái dự án cơ sở hạ tầng. Rồi mình phải tham dự những cái gọi là hội thảo về bất động sản, về định hướng phát triển kinh tế, thì mình mới thấy được là vì sao, dựa trên cái cơ sở nào để người ta phát triển ra một cái dự án lên. Chứ mà bây giờ ai cũng đổ xô thích đất đai rồi này nọ, không ai đi mua chung cư, thì cái chung cư mà để bẻ ra bán ra thì người ta cũng không có muốn làm ra được như vậy đâu. Nhưng mà cái xu thế càng ngày á, mỗi ngày thức dậy phải đọc tin tức nhiều vào để có thêm kiến thức cho bản thân và thêm kiến thức để đầu tư nữa. Dạ đúng rồi, thì cứ nhắm là ai ở trung tâm không có tiền nhiều thì ở chung cư, ai có tiền nhiều thì xuống mặt đất ở. Nhưng mà mặt đất thì mọi người ở, mọi người có cảm thấy an toàn hay không, vân vân, nhiều thứ lắm. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của Jessie. Và mọi người hãy comment ở những cái clip này để em có thêm nhiều cái ý tưởng để làm những clip sau nhé. Cảm ơn mọi người.